Chúa thì Chúa cho Kim cơ hội để đến đây có thể làm chứng về cuộc đời của Chúa. Và ông sư cứ gọi Kim hỏi cho Chúa có thể làm chứng cho buổi tối hay không, thì mới đầu thì thực sự là Kim cũng hơi phân vân một chút vì Kim cũng nghĩ là Kim sẽ nói được cái điều gì, nhưng mà Kim cậy ơn Chúa, Kim nhận lời và Kim nghĩ là từ ngày tin Chúa tới bây giờ Kim chưa có cơ hội để đứng lên đây để tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho Kim tin nhận Chúa, cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Thực ra Kim sinh ra ở một vùng nông thôn ở tỉnh Hải Dương ở miền Bắc, là Kim gia đình của Kim thì theo đạo ông bà chứ không có kiểu nhà theo bạn ông bà, và Kim từ nhỏ cho tới khi Kim qua Mỹ, Kim chưa bao giờ được nghe đến về đạo Thiên Lành. Cái đạo Công giáo thì Kim có biết, bởi vì cạnh nhà Kim nó thì có một cái nhà thờ Công giáo cũng nghe tới, nhưng mà đạo Thiên Lành thực sự là chưa bao giờ nghe tới. Và khi mà Kim học xong trung học đó, Kim lên Hà Nội để Kim lập nghiệp một mình, một thân mình trong từ cái tuổi 20 đến cái tuổi 30 đó, thì Kim sống ở trên Hà Nội, và cái cuộc sống của Kim là cũng không phải dễ dàng, thì vươn trải rất là nhiều. Và sau đó mới còn thực sự là cái công việc thời điểm đó của Kim á, thì Kim cũng có thu nhập rất là tốt so với mặt bằng chung, nhưng nó không có cố định. Và trước khi qua Mỹ thì Kim cũng đang học năm cuối của trường đại học, và cái cuộc đến tuổi Kim qua đây là năm 32 tuổi, nhưng mà Kim chưa có thực sự là cái tình cảm của Kim nó chưa có đâu vào đâu. Kim trong suốt thời gian của Kim ở Việt Nam, cái lúc mà Kim trưởng thành và đến lúc Kim qua Mỹ, nó thực sự là Kim thấy cái cuộc sống của Kim nó nhiều lúc nó vô nghĩa lắm. Đấy là trông vắng, nó cô đơn mà nên buồn lắm. Thường Kim đi chùa ngày một, ngày năm thì cũng Kim cúng, hoặc là Kim đi quay bó thì các thiền viên làm đủ trò luôn. Tại vì Kim nghĩ là Kim cầu khấn ông trời thương Kim, có thể sống Kim có thể ổn định hơn. Bởi vì sống ở thủ đô mà mình không có tiền, mình không có thân quen, học hành xong thì ra cũng không biết làm cái gì, bởi vì mình không quen biết, mình không thể xin được công việc gì. Nhưng mà cảm ơn Chúa là đến cuối năm 98 á, thì chị thương nghĩa của Kim nói là có một cái anh thư ký làm cho cái ông đó là đại diện cho quỹ tiền tệ giới của Liên Hợp Quốc, thì ông ấy làm việc ở Việt Nam và sắp sửa về Việt quay lại Mỹ, thì chị nói là ông bà đang kiếm một người sang để có thể là giúp việc cho gia đình họ, cộng với lại chăm sóc những cho con gái nhỏ 4 tuổi. Thì chị có hỏi Kim có muốn thử không, thì lúc thời điểm đó là Kim có đi học tiếng Anh một chút, thì Kim nói là có thể là cho Kim có cơ hội thử. Thì Kim gửi resume rồi anh thư ký đó cũng tới chỗ mà Kim làm đó để hỏi chuyện về cái cách làm việc sống Kim sao. Thì Kim cũng một thời gian sau thì ông bà đó và anh thư ký nói Kim là ông bà đó đồng ý là phỏng vấn Kim. Thì khi Kim đến phỏng vấn đó, thì nó thật là tiếng Anh Kim không có rành, chưa có rành nhiều, cho nên cái cuộc phỏng vấn đó là để qua anh thư ký để phiên dịch. Thì Kim nghĩ là khi Kim qua Mỹ đó mà đi làm họ mà tiếng Anh mình không rành thì mình làm sao mà làm được, cho nên Kim nghĩ Kim không có hy vọng. Và Kim được biết là họ cũng có rất là nhiều người đó, chứ không phải là mình Kim đâu, và những người khác họ có một cái điều kiện rất tốt hơn Kim rất nhiều, cho nên Kim nói Kim vào một Kim làm không làm không mà không biết sao đó. Ở bên cùng đó thì ông bà vẫn quyết định chọn Kim, và nên Kim cảm tạ. Lúc đó Kim chỉ biết là Kim cảm tạ ông trời, Kim có quý nhân phù trợ. Và khi mà cái bước cuối cùng là để ký hợp đồng đó, thì Kim phải đi khám bệnh để có đủ sức khỏe để Kim có thể đi qua Mỹ được không. Thì khi mà lúc đó Kim rất là vui vì Kim nghĩ là Kim rất là khỏe, không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà khi mà đi khám bệnh đó, thì Kim phải tới cái bệnh viện mà dành cho những người nước ngoài, vì họ không có tin những cái bệnh viện Việt Nam. Nên khi đến khám thì ông bác sĩ, người thụy sĩ đó, ông nói là mọi chuyện là tốt, nhưng mà cái vấn đề lao của Kim có vấn đề, vì cái tiêm thuốc đó thì cái tay của Kim sau 72 tiếng này, nếu mà 72 tiếng nó nổi, nên không nổi gì thì không sao, mà nó bị nổi một cục, nó là Kim có vấn đề về lao. Thì
thì khi đó thì họ cũng lấy công nhân của Kim cái cổ của chúng nó là bị trùng cao rất là nhiều, và sau đó rồi gửi Kim đi đi x-ray cái phổi thì nó là Kim bị đen rồi. Thực sự là cái hy vọng cái lúc đó là Kim thực sự là sụp đổ vì cái bệnh đó, là nếu Kim có bệnh đó không có cơ hội đi qua Mỹ. Cho nên Kim nói ông đó, bác sĩ cũng nói là Kim cho Kim một cơ hội một tháng để Kim có thể là làm gì đó để có thể chữa, để khi mà lần đến khám và thấy nó giảm gì đó thì ông sẽ xem xét. Kim phải đến bệnh viện Lao và xin cái liều thuốc rất là mạnh, cực mạnh luôn á, để Kim uống. Thứ nhất là cho cái sức khỏe của Kim, bởi vì Kim cũng rất là lo sợ vì bệnh Lao đó, nó lên nám phổi đen rồi cũng rất là nguy hiểm. Thứ nữa là xem có cơ hội mà chở cho mình đi được không. Thì Kim uống thuốc và tiếng Anh Kim không dành, nên Kim nghĩ bây giờ Kim nói chuyện với ông nhưng Kim cũng không biết nói gì, không biết nó sao mà ông có thể có truyền được câu chuyện của mình được. Cho nên Kim quyết nói thư bằng tiếng Anh và Kim nói với ông, đưa cho ông, và khi ông đọc cái lá thư nó và ông thấy đi qua cái kết quả xét nghiệm thì ông thấy là cái vi trùng Lao cũng giảm, thì ông mới đồng ý, ông nói là ông muốn viết một cái report, ông nói là cái bệnh Lao Kim không truyền nhiễm. Cho nên Kim có thể đi Mỹ được. Kim cảm tạ ông trời rất là nhiều. Cho nên khi mà sau đó nó trong một cái thời gian một thời gian như vậy, là sau mấy tháng thì tờ cũng học hành với khác đầy đủ, thì đến đầu tháng 7 năm 1999 đó, thì Kim lên máy bay, đã bắt đầu ra sân bay để đi cùng với bà chủ cộng với cô gái đó lên máy bay, còn ông chủ ở lại tuần sau để mà bàn giao cho người kế nhiệm. Thì khi mà tới sân bay đó, thì cái người hải quan họ giữ Kim lại, họ nói là cái passport của Kim không có giá trị để đi làm, bởi vì Kim xin cái passport ở tỉnh Hải Dương đó, thì Kim chỉ nói là Kim đi du lịch thôi. Và cái thời điểm đó nó đi muốn đi lao động nước ngoài, nó phải qua đoàn thể, qua chính quyền, và bản thân Kim thế này, ông chủ đang là cá nhân, nhưng nói cái đó là không có được. Nhưng mà họ sẽ gọi điện cho công an tỉnh Hải Dương, nói là để họ kiểm chứng, để họ chờ, Kim phải chờ đợi. Và họ cũng nói với này, bà chủ là bây giờ bà chủ phải lên máy bay với cô gái đợi họ, cứ đợi đi, còn khi nào mà Kim xong thì giấy tờ xong xuôi thì họ đưa Kim lên máy bay. Nhưng mà bà chủ có nói là không, nếu mà đi lên máy bay thì phải có cùng họ chứ, có cùng Kim chứ họ không đi, nếu Kim không lên máy bay thì họ cũng không đi. Nên khi mà Kim không biết sao mà mấy tiếng chờ đợi trong sân trong thị trường đó, thực sự là nó nặng nề lắm, rất là bởi vì Kim nghĩ là đến lúc chót rồi mà thấy nó chưa đâu vào đâu hết. Nên Kim nghĩ thật sự không biết sao, chỉ giờ xin trời thương, nếu cuối cùng thì họ cũng nói là ok, họ cho đi. Và cái chuyến máy bay cũng trễ được 15-20 phút nữa. Cảm tạ Chúa rất nhiều, vì khi qua Mỹ rồi đó, Kim mới thấy được là Chúa đã chọn Kim, Chúa cho con Kim có cơ hội. Bởi vì nếu mà Kim không qua Mỹ thì không bao giờ Kim biết được Chúa. Đó là điều cảm tạ Chúa rất nhiều. Thì Chúa biết là bản thân Kim á, nhan sắc thì cũng bình thường, lớn tuổi rồi, công ấm nói thật đó, tiếng Anh không bằng, trình độ thì cũng không phải là cao. Thì thực sự đi sang Mỹ nó phải đơn giản đâu, và trong khi đó Kim không phải mất đồng nào, không phải mất cái gì hết đó. Và cảm tạ Chúa vô cùng cái điều đó. Mà khi mà qua được bên Mỹ rồi đó, Kim sống với gia đình họ, Kim cảm tạ Chúa là họ quá tốt lắm Kim luôn. Bởi vì ông bà nó đi làm cả ngày, thì cháu bé thì họ nên họ cho Kim, họ khuyến khích Kim là đi học ban ngày và ban đêm nữa, tạo điều kiện rất là nhiều với muốn Kim đi học có bằng cấp. Cảm tạ Chúa, đó là ơn phước Chúa ban cho Kim. Và khi mà nhưng mà thực sự là Kim thấy là trở thương Kim, và để Kim có cơ hội không những là biết đến Chúa mà được gặp. Và đến khi mà khoảng 3 tuần xong á, khi ổn định cuộc sống rồi, thì ông bà nói là ông bà sẽ kiếm một cái cộng đồng Việt Nam để có thể là cho Kim tới gặp sinh hoạt, tại vì họ biết Kim ở đây một mình sẽ là cô đơn. Cho nên họ Kim biết họ tìm cách nào, nhưng mà sau đó thì họ nói với Kim là họ liên lạc được với chị bên nhà thờ Tin Lành ở đường Galo. Thì chứ nghĩ tại sao Kim mới đầu Kim nghĩ có thể là nhìn chùa, có thể là cộng đồng Việt Nam là nó, chứ không nghĩ là đạo Tin Lành. Bởi thực sự Kim chưa bao giờ nghe đạo Tin Lành hết, nhưng mà chủ nhật đó họ cũng biết Kim biết đến nhà thờ Galo đây, vì cái buổi đó Kim tới đó, thật lòng là Kim không có sợ đâu, nhưng mà Kim thấy lạ lắm, bởi vì là thấy
mọi người hát hò, mọi người đọc nghe đọc kinh thánh, sự nó thật là lạ lẫm đâm kim chưa từng nghe. Nhưng mà cảm tạm Chúa cái buổi gặp đầu tiên trong hội thánh nó cũng thấy được sự ấm áp. Mọi người tới sau cái buổi họp đó, ở buổi sơ việc đó thì mọi người tới nói chuyện kim rất là vui, rất là hòa đồng. Chân kim cảm thấy sự ấm áp, nhưng mà kim vẫn có sự dè chừng, bởi vì là trước khi đi qua Mỹ đó, nhiều người nói với kim là cẩn thận, bởi vì người Việt Nam ở Mỹ toàn người Việt Nam, rồi kim ở Bắc qua hai cái chế độ, kim nó khác biệt với người qua những người